Hey, xin chào tất cả các bạn ha. Thì cái video này đó mình hướng dẫn các bạn học sinh lớp 9 á, học cái môn công nghệ là lắp cái mạch điện một công tắc điều khiển cho hai bóng đèn. Rồi ở đây là cái mạch điện của mình nè. Ở bên trên là dây lửa nè, màu đỏ. Bên dưới là dây nguội, màu xanh. Ở trong cái bảng điện của mình nè gồm có một cái cầu chì nè, một cái công tắc hai cực và một cái công tắc ba cực. Ở đây là cái đèn thứ nhất và ở đây là cái đèn thứ hai. Từ cái dây lửa đó nó đi qua cái cầu chì, từ cầu chì nó đi qua cái công tắc hai cực, từ cái công tắc hai cực nó đi về cái chân giữa ký hiệu là số 0 đó của cái công tắc ba cực, và cái cọc số 1 của công tắc ba cực nó đi về đèn số 1. Cái cọc số 2 của cái công tắc ba cực á nó đi về đèn số 2. Thì cái nguyên lý hoạt động của cái mạch này nó như thế này. Khi các bạn đóng cái công tắc hai cực này vô, nó sẽ dẫn dây lửa từ cái công tắc hai cực này nó đi về chân số 0. Và cái công tắc nếu nó nằm ở vị trí số 1 á thì nó sẽ dẫn điện lên cái đèn này, và từ cái đèn này lên dây nguội thì cái đèn này nó sẽ sáng. Khi mà các bạn bật cái công tắc ba cực xuống vị trí số 2 đó thì điện nó sẽ dẫn từ cái chân số 2 này nó đi lên đèn và nó làm cho cái đèn số 2 này sáng. Và khi mà mình tắt cái công tắc này ra đó thì nó sẽ ngắt điện vô cái chân không này, thì lại sẽ làm cho một trong hai cái đèn này không còn đèn nào sáng ha. Thì ở trong cái trường hợp này đó buộc các bạn phải lắp cái công tắc hai cực. Lý do tại sao, nếu mà các bạn không lắp cái công tắc hai cực này đó, từ cái đầu cầu chì này nè mà các bạn dẫn cái dây lửa nó xuống cọc số 0 này đó, thì cái công tắc mình để ở vị trí số 1 này á thì cái đèn này nó sẽ sáng ha. Mình bật xuống vị trí số 2 này thì cái đèn này nó sẽ sáng. Thì có nghĩa là lúc nào nó cũng có một cái đèn sáng và một cái đèn tối. Thành ra nếu mà các bạn muốn ngắt hết tất cả hai đèn này ra thì các bạn phải lắp thêm một cái công tắc hai cực ở bên trên này. Rồi bây giờ mình sẽ đấu cái mạch điện này cho các bạn xem ha. Rồi để làm được cái mạch điện này đó thì các bạn sẽ cần một cái bảng tắp lô nhựa nè, một cái cầu chì, một cái công tắc hai cực và một cái công tắc ba cực. Rồi ở đây cái cầu chì á mình lắp cái dây màu đỏ ha. Còn cái công tắc hai cực mình lắp hai dây màu xanh. Cái công tắc ba cực mình lắp cái cọc giữa của nó đó là dây màu xanh, và cái cọc số 1 với cọc số 2 mình lắp dây màu trắng. Thì mình cố ý mình đi những cái dây cho nó khác màu để một chút xíu nữa mình lắp cho các bạn xem để mình dễ phân biệt ha. Oh, 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 oh
Rồi, đây là các bảng táp lô mình mới đấu xong ha. Thì bây giờ các bạn nhìn nha. Mình sẽ đấu từ từ cho các bạn xem nha. Hai dây đỏ là hai dây của cái cầu chì nè. Cái phích cắm này nè. Dây đỏ mình làm lửa ha, dây xanh mình làm nguội. Rồi bây giờ dây đỏ nè. Một đầu của dây đỏ nè, đấu vô một đầu của cầu chì. Rồi các bạn quấn băng keo vô. Rồi cái đầu cầu chì còn lại nè. Rồi các bạn đấu vô một đầu của công tắc hai cực ha. Rồi quấn băng keo vô. Rồi một đầu của công tắc hai cực nè. Thì các bạn đấu vô cái chân số 0 á, có nghĩa là cái cọc giữa của cái công tắc ba cực. Rồi các bạn đấu vô. Nối vô. Rồi cái đầu số 1 của công tắc ba cực thì các bạn nối vô một cái đầu đèn của đèn số 1. Rồi cái đầu số 2 á, của cái công tắc ba cực á thì các bạn nối vô một đầu đèn của đèn số 2. Rồi hai cái đầu đèn còn lại á thì mình sẽ nối về nguội ha. Đây, ngồi đây. Rồi bây giờ mình sẽ ghim điện vô ha. Bây giờ mình sẽ thử điện nè. Đó các bạn thấy đèn sáng không? Rồi thì nguyên tắc các bạn đấu điện đó, đấu mấy cái mạch điện á, thì lửa lúc nào nó cũng phải qua cầu chì ha. Nếu lửa mà nó không qua cầu chì mà các bạn đấu nguội qua cầu chì á, thì buổi tối các bạn đi ngủ các bạn sẽ thấy những cái bóng đèn tiếp á, nó chớp 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 ha. Thì trong trường hợp này cái đèn của mình nó rất là mau hư ha. Rồi bây giờ mình bật công tắc cho các bạn xem nè. Bật cái công tắc hai cực lên nè. Đó, bây giờ công tắc ba cực nè. Đó. Bật lên bật xuống các bạn thấy không? Hai cái đèn nó một cái sáng một cái tắt ha. Rồi bây giờ mình tắt nè. À, thì như hồi nãy mình có nói đó, nếu mà mình không có cái công tắc hai cực nữa, mình chỉ xài cái công tắc ba cực này không á, thì lúc nào nó cũng có một cái đèn nó sáng và một cái đèn nó tối. Nếu mình để ở vị trí này á thì cái đèn này nó sáng, để vị trí này á thì cái đèn này nó sáng. Thật ra mình phải có một cái công tắc hai cực để mình chặn ở đây ha, mình chặn ở đây để mình khi mà mình ngắt cái lửa từ ở bên cái công tắc hai cực này về công tắc ba cực này thì sẽ không còn cái đèn nào sáng. Rồi. Rồi cái mạch này nó cũng tương đối dễ ha.
Thì các bạn cứ làm theo cái sơ đồ đó, cứ nhìn theo sơ đồ cái mình làm từ 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 thì nó sẽ được thôi. Thì trên cái kênh của mình đó, mình có làm một số cái mạch điện cũng rất là lý thú ha. Nếu mà các bạn có muốn tìm hiểu thì các bạn vô đó các bạn mở ra xem ha. Rồi mình xin dừng video clip đây ha. Các bạn nhớ bấm nút like và nhớ bấm cái nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình ha. Rồi cảm ơn các bạn.